The American dream is dead. But if I get elected president, I will bring it back bigger and better and stronger than ever before. Thưa quý vị, đây là chương trình Thế sự Thăng Trầm do Phương Thanh thực hiện hàng tuần vào lúc 9 giờ tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu trên hệ thống của Đài Truyền hình Việt Nam America, Nam Bắc California và hệ thống điện toán toàn cầu VNATV573.com. Trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay được bảo trợ đặc biệt bởi công ty dược thảo Rêu Hoàng Hậu. Rêu Hoàng Hậu là một sản phẩm rất nổi tiếng của Nhật với hai tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ISO 9001 và GMP. Mỗi tuần kính mời quý vị đón coi hai chương trình talk show của chúng tôi được thực hiện vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy và 7 giờ 30 phút tối Chủ nhật để biết thêm nhiều chi tiết có lợi cho sức khỏe hơn. Nếu quý vị có bất cứ điều chi thắc mắc, xin liên lạc trực tiếp với Phương Thanh 714-260-7311, 714-260-7311. Xin cảm ơn quý vị. Mở đầu chương trình hôm nay, Phương Thanh sẽ gửi đến quý vị bài viết của những bản tin trong tuần của Bình Luận Gia Vũ Linh. Xin mời quý vị cùng coi. Mở đầu là bản tin về dịch COVID. Dịch COVID tiếp tục hoành hành, tuy có vẻ chậm bước lại chút đỉnh, khi tỷ lệ tăng trưởng hàng tuần bây giờ đã xuống dưới 12% so với 14.4% cách đây 2 tuần. Số người chết tăng nhanh tuần qua, tuy tỷ lệ tổng quát vẫn thấp ở mức 3.3% so với tỷ lệ khỏi đã lên gần tới 50%. Nói cách khác, trong 1.000 người dân Mỹ thì có 14 người bị nhiễm, trong 1.000 người bị nhiễm thì có 33 người chết và 500 người khỏi. Năm tiểu bang đang bị hành hạ nhiều nhất đều ở trong miền Nam là California, Florida, Texas, Georgia và Arizona. Điểm đáng lưu ý là cho dù truyền thông dòng chính hô hoán ở Mỹ, tỷ lệ tử vong của Florida và Texas chỉ xấp xỉ khoảng 1.5% so với 7-8% của New York và New Jersey. Bản tin tiếp theo, California bị dịch tấn công mạnh. Cali đạt kỷ lục về số tử vong với hơn 150 người chết một ngày, trong khi số người bị nhiễm phá kỷ lục lên tới gần nửa triệu người, hơn xa New York luôn. Cho đến nay đã có hơn 9.000 người chết vì dịch tại California. Đại đa số nạn nhân dịch bây giờ là khối dân gốc Latin, đặc biệt là khối dân lao động canh nông. Dĩ nhiên một phần không nhỏ là khối di dân lậu, rất nghèo, sống trong những điều kiện thuận lợi cho dịch phát tác, chật chội và thiếu vệ sinh. Thứ nhì là khối dân da đen trong các khu vực phía nam của trung tâm downtown Los Angeles. Thành phần nạn nhân lớn khác là các cụ cao niên trong các viện dưỡng lão và thành phần tù phạm trong các nhà tù. Thành phần kế tiếp là giới trẻ vẫn bất chấp mối nguy vì tự tin là mình có sức khỏe chống lại vi khuẩn. Vùng bị nạn nặng nhất là tiểu bang là Orange County và Los Angeles County, chính là thủ phủ của cộng đồng tị nạn Việt Nam. Có tin thống đốc California ra lệnh cả tiểu bang đóng cửa lại cho tới ngày 5 tháng 11 năm 2020. Nếu thật sự đây là chuyện sẽ xảy ra thì ai cũng thấy cái mánh gian trá biến dịch thành công cụ chính trị, tìm cách cản không cho dân đi bầu ngày 3 tháng 11 để bắt họ phải bầu bằng thư qua bưu điện để dễ gian lận hơn. Việc làm này có hậu quả rất lớn, rất có lợi cho Đảng Dân Chủ trong các cuộc bầu cấp tiểu bang và địa phương, nhưng không có hậu quả đáng kể trong cuộc bầu Tổng thống, vì ai cũng biết California chắc chắn sẽ bầu cho cụ Biden rồi. Bản tin tiếp theo, bác sĩ Burch nhận định về tử vong. Bà bác sĩ Deborah Burch, người có trách nhiệm chống đỡ dịch corona cùng với bác sĩ Fauci, đã nhận định những con số thống kê về tử vong của Mỹ không chính xác, phóng đại số người chết quá nhiều. Theo bà Burch, hiện nay, bất cứ người nào chết mà khám nghiệm thấy có vi khuẩn corona là đều tự động bị xếp loại chết vì dịch, trong khi thực tế họ chết vì rất nhiều bệnh khác như tiểu đường, cao máu, đau tim, đau thận, v.v. Trước đây, bà Burch cũng đã có nhận định tương tự và cho rằng con số thống kê tử vong vì dịch có thể đã cao hơn con số thật ít nhất là 25-30%. Nghĩa là trong số 146.000 người chết hiện nay, có thể chỉ có hơn 100.000 người thật sự chết vì dịch thôi. Tức là tỷ lệ tử vong vì dịch của Mỹ chỉ là khoảng 2.2%. Bản tin tiếp theo, bác sĩ Yale nói chuyện về thuốc. Một bác sĩ chuyên về bệnh dịch của Đại học Yale đã cho biết thuốc hydroxychloroquine trị sốt rét là thuốc rất hiệu nghiệm để chống dịch corona.
Theo ông, nếu sử dụng ngay từ đầu thì đã không có chuyện gần 150.000 người chết ở Mỹ. Ít nhất là 75.000 cho tới 100.000 người đã được cứu sống. Bác sĩ Harvey Risch cho biết, thay vì dùng để chữa trị bệnh dịch, Đảng Dân Chủ đã biến nó thành một thứ thuốc tuyên truyền chính trị. Political Propaganda Drug, chống lại những dữ kiện thật về y khoa. Tin cứu trợ. Chính phủ Mỹ đang nghiên cứu cãi nhau thì chính xác hơn. Kế hoạch tung ra một khoản tiền cứu trợ nữa để giúp dân đối phó với kinh tế sa sút vì vi khuẩn corona tấn công. Không nên quên, trợ cấp thất nghiệp đặc biệt 600 đô một tuần đã hết hạn rồi. Phe Dân Chủ vẫn giữ chủ trương phát quà tối đa, trong khi phe Cộng Hòa lo sợ lạm dụng, người dân nằm nhà ăn trợ cấp dài dài. Thay vì đưa tiền mặt khiến thiên hạ chỉ muốn nằm nhà thôi, thì Tổng thống Trump muốn giảm thuế payroll tax. Phe Dân Chủ hô hoán ngay, đây là cách cắt tiền già và tiền Medicare. Đọc được chữ payroll tax, các cụ tị nạn mù mờ la toáng, nên là Trump chỉ lo cắt thuế cho dân giàu vì các cụ chẳng hiểu một chút gì về cái payroll tax này. Gọi là payroll tax nhưng thật sự không phải là tax hay là thuế gì hết. Do đó, khi giảm thì không thể gọi là cắt thuế cho nhà giàu hay nhà nghèo gì cả, các cụ ơi. Đó là tiền quý cụ bị bắt phải để dành khi còn đi làm, để mai mốt khi về hưu thì lấy lại dưới hình thức tiền SSA và tiền đóng vào bảo hiểm y tế người già là Medicare. Chẳng liên quan xưa mũi gì đến chuyện nghèo hay giàu, tàn tật hay không, bệnh hoạn hay không. Payroll tax được tính trên 14% số tiền lương mỗi tháng. Trong đó, mỗi người đi làm đóng một nửa, công ty đóng một nửa. Trong số 14% này, có 11% sẽ đi vào quỹ tiền già Social Security, được trả lại cho mỗi người khi đến tuổi 65 qua hình thức gọi là tiền già mỗi tháng, và 3% được sung vào quỹ. Medicare là quỹ bảo hiểm y tế cho người từ 65 tuổi trở lên. Có nhiều chi tiết cần phải biết. Thứ nhất, đúng là bây giờ đóng ít thì về già nhận được ít hơn. Đóng ít, đóng nhiều vẫn là tiền của quý cụ. Đóng ít thì mai mốt nhận ít, đóng nhiều thì mai mốt nhận nhiều hơn, có vậy thôi. Đây là lựa chọn giữa đáp ứng nhu cầu cấp bách hiện nay hay đáp ứng nhu cầu của mấy chục năm nữa. Câu hỏi cho quý vị là, quý vị muốn có tiền bây giờ hay là vài chục năm nữa? Thứ hai, giảm payroll tax không phải là cắt thuế nhà giàu. Payroll tax chỉ thu tới mức lợi tức tối đa là 132.900 đô một năm thôi. Nghĩa là thu nhập trên mức đó không đóng một xu thuế nào. Do đó, giảm payroll tax chẳng nghĩa lý gì với các nhà giàu. Lấy ví dụ cho dễ hiểu, giảm payroll tax từ 7% xuống còn 2%. Ở Anh trung lưu thấp lãnh lương 50.000 đô một năm, đóng 77% nhân với 50.000, tức là 3.500 đô. Bây giờ chỉ đóng 2% hoặc hay là 1.000 đô mà thôi, có thêm được 2.500 đô để dùng trong năm nay. Ở anh triệu phú có thu nhập 1 triệu đô một năm, đóng 7% nhân với 132.900, tức là 9.300 đô. Bây giờ chỉ đóng 2% nhân với 132.900, tức là 2.660 đô. Có thêm được hơn 6.600 đô để xài, mỗi đốt gỗ so với lợi tức 1 triệu. Quỹ thứ ba, quỹ tiền già do mỗi người đóng được đầu tư dài hạn vào công khố phiếu của Mỹ, sinh lãi cỡ 4% hiện nay. Sau khi khấu trừ lạm phát khoảng 2.5%, thì lãi suất thực tế chỉ là khoảng 1.5%, trong khi nợ ngân hàng đòi lãi suất từ 8% nợ kinh doanh tới 18% nợ tiêu thụ. Nghĩa là quỹ tiền già là quỹ đầu tư tệ nhất mà hậu quả là mất tiền to cho quý vị. Tổng thống Bush còn có ý định cho phép người dân lấy một phần tiền này để tự ý đầu tư vào những chỗ sinh lời nhiều hơn. Nhưng bị phe Dân Chủ kiểm soát Quốc hội cản, phe Dân Chủ luôn luôn chủ trương tất cả để nhà nước lo, không cho dân tự lo. Thứ tư, tính đến khi đến tuổi hưu, người ta nhận một số tiền hưu được tính trên số tiền đã đóng, dựa trên xác suất sống dai của dân, trung bình là 90 tuổi. Thực tế là số người sống tới 90 tuổi chưa tới 1% của dân Mỹ, nghĩa là 99% chết trước tuổi 90, mà chết tức là nhà nước đã lấy một phần tiền của quý vị rồi. Nôm na ra, quỹ tiền già ở Mỹ là một hình thức nhà nước ăn chặn tiền của quý vị bằng hai cách. Một là bắt phải đầu tư vào công khố phiếu, tức là bắt quý vị phải cho nhà nước vay với lãi suất rất thấp. Và thứ hai là nếu quý vị chết trước 90 tuổi, nhà nước giữ lại tiền quý vị chưa kịp nhận, chứ không cho con cháu nhận đâu. Quý vị chết càng sớm, nhà nước càng lời to.
Tổng thống Trump chủ trương giảm payroll tax là để khuyến khích mọi người đi làm, vì chỉ có đi làm mới phải đóng và được giảm thuế này. Phe Dân Chủ chủ trương cho tiền thẳng cho tất cả mọi người là hình thức cổ võ thiên hạ, lạm dụng nằm nhà không đi làm vẫn có tiền. Ý kiến của Tổng thống Trump không được các nghị sĩ và dân biểu, kể cả phe Cộng hòa ủng hộ, vì phần lớn nghị sĩ và dân biểu muốn đưa tiền thẳng cho dân vì dễ hiểu hơn, nhất là trong mùa bầu cử hiện nay. Tiếp đến là bản tin tranh cử. Cụ Biden tiếp tục cuộc vận động tranh cử vô hình từ dưới hầm của nhà cụ. Ngày ngày thắp nhang cảm ơn vi khuẩn corona đã giúp cụ có lý do quá chính đáng, không trường mặt ra nói nhầm, nói sai gì nữa. Hiện nay cụ đang chú tâm vào hai chuyện: tìm quà để tặng và tìm bà phó đứng chung liên danh. Quà tặng thì đã có vài món như diễn đàn trái chiều đã loan tin tuần trước rồi. Theo tin báo chí, quà cáp linh tinh của cụ Biden bây giờ đã lên đến 10.000 tỷ rồi. Bây giờ vẫn bận nghiên cứu quà mới. Tìm bà phó thì với phong trào dân da đen nổi loạn ngày càng mạnh, thì cụ Biden càng bị trói tay vào đám các bà chính khách da đen. Khổ nỗi số bà chính khách da đen hoàn hảo mà cụ mơ mộng dường như không có. Ngôi sao sáng giá nhất vẫn là bà thượng nghị sĩ Kamala Harris, và nhiều người tin rằng cuối cùng thì bà này sẽ được chọn. Chỉ phiền là bà này lại là bà đã lớn tiếng tố cáo cụ Biden là vua kỳ thị. Bà được chọn thì phe ông Trump sẽ đốt pháo bông ăn mừng vì có dịp lập lại cho dân Mỹ nghe đến thuộc nằm lòng tất cả những công kích Biden kỳ thị của bà này, khiến dân da đen sẽ nhột không ít. Trong mùa da đen nổi loạn hiện nay, những chuyện cụ Biden chống dân da đen nên giấu nhẹm cho kỹ để sẽ tốt hơn. Còn mấy bà da đen khác như các dân biểu Karen Bass, bà Val Deming, bà thị trưởng Atlanta là Keisha Lance Bottoms, bà thống đốc hụt của Georgia là Stacey Abrams, chẳng bà nào nặng ký hơn 5 kg cả, toàn là võ sĩ hạng lông, chỉ thổi nhẹ cũng bay mất hút. Nhưng có một bà da đen rất nặng ký, đó là bà Susan Rice, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, cụ cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Obama, kinh nghiệm chính trị nặng cỡ cả tấn, hiển nhiên có thể đảm nhiệm chức Tổng thống thay thế cụ Biden bất cứ lúc nào nếu cụ gặp tai họa nào, lại là người trước đây khá tâm đầu ý hợp với cụ Biden. Vấn đề của bà Rice là bà này trước đây đã tình nguyện làm con thiêu thân thay mặt Tổng thống Obama và bà Ngoại trưởng Hillary. Ra chức Thượng viện, bào chữa việc khủng bố đánh tòa lãnh sự Mỹ tại Benghazi, giết chết đại sứ Mỹ, đồng thời cũng dính dáng quá nhiều vào các cuộc điều tra phá ứng cử viên Donald Trump trong mùa bầu cử. Điểm yếu lớn hơn nữa, bà là cận thần quá gần với Tổng thống Obama. Cụ Biden lựa bà sẽ chứng minh cụ vẫn hoàn toàn lệ thuộc vào Obama và người của ông ta thôi. Tổng thống Obama đang tích cực vận động cho bà trong hậu trường. Bản tin tiếp theo, 7 lý do Tổng thống Trump sẽ tái đắc cử. Một chuyên gia phân tích chính trị, cố vấn cho ban vận động của Tổng thống Trump đã nêu ra 7 lý do tại sao Tổng thống Trump sẽ tái đắc cử. Thứ nhất, thăm dò hoàn toàn vô nghĩa và luôn luôn sai, chỉ là cách truyền thông dòng chính cổ võ cho cụ Biden. Không khác gì năm xưa đã dùng thăm dò để thổi bà Hillary lên mây. Thứ hai, Tổng thống Trump thực sự chưa bắt đầu vận động tranh cử vì chưa chính thức được đề cử. Thông thường, cuộc vận động tranh cử Tổng thống chỉ thực sự bắt đầu sau lễ lao động Labor Day vào đầu tháng 9. Thứ ba, đường dài, kinh tế và công ăn việc làm luôn luôn là ưu tư hàng đầu của người dân, mà thành quả của Tổng thống Trump khó phủ nhận được. Chỉ cần nhìn vào các chỉ số chứng khoán Dow Jones và Nasdaq thì sẽ thấy giới kinh doanh nghĩ sao về tương lai kinh tế Mỹ. Thứ tư, Liên minh Trung lưu và Lao động cùng với khối bảo thủ vẫn còn là liên minh thầm lặng, nguyên vẹn, tuyệt đối vẫn ủng hộ Tổng thống Trump. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế sự Thăng Trầm. Xin mời quý vị bấm nút đăng ký và nút like ở phía dưới để có thêm những bản tin mới. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Listen up. It's time to make America great again. The American dream is dead. But if I get elected president, I will bring it back, bigger and better and stronger.